Hôm nay tại tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã có buổi giao ban trực tuyến với 46 địa phương về kết quả triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong 8 tháng triển khai đề án 06, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành 12 trên 14 dịch vụ công của các sở ngành được giao. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, Thái Nguyên đã cấp hơn 1 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, đạt 97%, trong đó có hơn 500.000 số lượng căn cước công dân được đồng bộ với thẻ bảo hiểm y tế. Đặc biệt, kết quả việc nhập hồ sơ hộ tịch trên địa bàn tỉnh hoàn thành 100% vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương đang thực hiện triển khai đề án, Thái Nguyên vẫn gặp phải những vướng mắc trong việc định danh tài khoản điện tử chưa xác thực được giấy tờ có giả mạo, dữ liệu đất đai không được đầy đủ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời yêu cầu các sở ngành cần tiếp tục chỉ đạo, tăng cường tính phối hợp giải quyết những vướng mắc liên quan đến hạ tầng, kết nối.